đâu rồi. Mày trước kìa ông nội. Ồ thế à. Thấy đường được kìa. Vô chạy đi mua đồ. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. Xuống mua đi. Ở đâu mà chẳng được. Rau muống. Nè Vinh, chú lựa hai quả rau muống ngon đi Vinh. Mười ngàn. Kêu gì đó giùm kìa. Đặt máy đi chút về quay. Không, bây giờ quay luôn. Quay cảnh chợ luôn à. Ừ. Quay đầu xe xuống đâu, quay đầu xe này. Ồ vậy hả?